Tú ông Hà Trọng Thắng là một trong những người môi giới mại dâm tham gia vào trang Facebook có tên gọi Sugar Baby, Sugar Daddy tại Hà Nội, kết nối yêu thương với hơn 30.000 thành viên. Thay vì đến các địa điểm trực tiếp, trang Facebook này là công cụ giao dịch của một đường dây môi giới mại dâm trá hình trên không gian mạng. Các thành viên nữ, hay còn gọi là Sugar Baby, sẽ gửi hình ảnh và thông tin cá nhân của mình cho người quản lý trang. Sau đó, người này sẽ tìm thành viên nam phù hợp và tiến hành ghép đôi cho Sugar Baby và Sugar Daddy gặp nhau để quan hệ tình dục. Hình ảnh và thông tin cá nhân của những cô gái trẻ được trao đổi, giao dịch không khác gì một món hàng. Và để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh, những cô gái này thậm chí còn được yêu cầu test COVID-19 âm tính trước khi gặp Daddy. Thì sẽ có các bạn nữ là baby là đang khó khăn thì vào nhờ tôi giúp đỡ để tìm một Daddy để hỗ trợ chu cấp cho hàng tháng. Đối với Daddy thì Daddy trả cho tôi 2 triệu tiền phí kết nối, còn đối với baby thì là 1 triệu. Trong quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định có 10 gái bán dâm và 2 khách mua dâm trong nhóm kết nối Sugar Daddy và Sugar Baby Hà Nội do đối tượng này thành lập. Có 2 gói dịch vụ khác nhau tùy theo túi tiền của Daddy. Đối tượng về Daddy thì nó là thành rất nhiều thành phần. Nó chủ yếu là nam giới có cần nhu cầu giải tỏa về sinh lý, có nhu cầu thực hiện mua dâm. Còn baby là cũng đa dạng về công việc, có thể là nhân viên spa, tự xưng là nhân viên spa, rồi là người bán nghề tự do, bán hàng online, thậm chí có thể là đang là sinh viên một số trường đại học. Kết nối gặp nhau giữa khách với cả baby rất là muôn đa dạng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã đưa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tú Ông điều hành đường dây Sugar Daddy, Sugar Baby Hà Nội với tội danh môi giới mại dâm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.